สวัสดีบ้องๆน้องๆគ្នាบ่าថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីនេះតាក់ទងនឹង laptop បាទ laptop Acer បងប្អូនដូថ្មនឹង keyboard បាទវាខូចទាំងពីរដែរបងបាទអញ្ចឹង laptop នេះវាប៉ោងមែនតើបងប្អូនមកថ្មវានេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលថ្មឃើញប៉ោងបាទប៉ោងឡើងហើបតួដែរបងប្អូន chả nên nhầm đọc trên nhảy mình hay nè bông bông khơi nhé bông bông á chẳng biết từ tại tu hỏi bông lần hào nè hào à, trường lần lần bảo cái bạc trời bạn chẳng là nhầm đọc đi chính hay hỏi à, bạn thò đợi bông bông mới đấy mà chẳng là nó cứ chỉ thơm mó bông lần cục xe làm nó ok chẳng là hai mươi chiếc keyboard và bông bông đồ keyboard mới đài vì đã ở key class chẳng là từ đồ keyboard keyboard vì đã ở đa phần màn key và bản chất nhầm nâng đồ ý cứ thmó hay thmó thmấy nhầm nhầm bà ọp đá nè bọn bọn bà ọp bà ọp viên chất thmó thmấy ok bà thmó thmấy bị ọt bào nè bọn bọn ok nhé nít thmó thmấy bà hay vì thmó nơi kháng nóng với thơ hình chẳng nít bà Acer V5 4 7 3 bà Acer V5 4 7 7 chẳng có mọi khát bế lời nhầm đọc keyboard với sân bộ keyboard viết bà bạn bà bạn là hình tích nhầm đọc vì chơi nhà hỡi